Rồi thử liên quan mua mobile trên máy C1 này. Ờ thì trông thấy Realme C1. Thử lắp không? Chơi được không? Ok, phải. Thì tốt không? Tốt. Mưa không? Mưa. Thấy không, thấy không? Trời ơi, cái nơi đi mà nó tờ lê cái gì? Từ đi xe xong. Đấy, cái đêm theo chương trường kia đi. Đừng ôn nữa. Chết à? Chết rồi. Chết là chết là chết là chết là chết là tét máy chứ. Có nhìn từng giật láp không? Không, giật rất là mít. Mít ra, mít là mít giật láp sao không hiểu cái trò này mình không phải chuyên môn. À, chơi rất là mượt á, không bị giật á. Mượt á. Thằng tên vô lên một nơi đi. Chém nó chứ. Lên chỗ ăn một tiền gì xong rồi lại nhảy xuống. Thấy không, thấy không? Thôi. Rồi chơi đi, chơi tiếp đi, lên, không, thoải mái đi. Ừ. Cái hộp đó chứ. Cái hộp nó lên nè. Cái hộp máy nè. Rồi đây, rồi cảm ơn. Đây. Rồi rồi, chơi đi. Đây. Thêm một đây. Thêm mít xin một đây. Đây. Đó, chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn, ngồi chơi đi. Đi vô mụn nó phải chiêng nó biết không? Muốn à? Ừ. Thử PU, PU này bọn hay chơi gì đó còn là chứ. PU tôi cờ. Ơi, chết. Búp gì? Búp gì hả? Penka gì đâu. Petakill. Mình biết các bạn đúng không? Hết một trận. Hết đúng không? Hết, lót game thua.